Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Buổi chiều thì Trang trở quay lại chùa Hòa Phú Tự để mà Trang làm bánh tiêu ông bà cô chú. Thì Trang mới thăm bột rồi, thời gian thì chưa tới nên Trang sẽ tranh thủ thời gian chia sẻ cái khung cảnh chùa ở Cà Đỏ cho ông bà được biết rõ nha. Dạ bà được. Dạ, tại vì cái lúc mà Trang chiên bánh thì Trang chỉ chia sẻ trong cái khu chiên bánh thôi, Trang không có thời gian đi ra ngoài cho ông bà. Thì bây giờ Trang sẽ chia sẻ sơ qua bộ cho ông bà biết cái không khí buổi chiều ở chùa nghe. Giờ này thì 4 giờ thôi, rất là ít người ta, tầm khoảng là 5 giờ đến 6 giờ thì sẽ đông hơn. Bây giờ Trang sẽ đi một vòng vòng chùa cho ông bà cô chú nha. Chắc này thì có rất là nhiều người, bà qua chú, rất là nhiều người đang chuẩn bị bán đồ bà cô chú anh chị. Ở đây là bán đồ chơi quá chừng nè. À đâu có bán kẹo chỉ nữa kìa. Nãy Trang chạy ngang vô đây thì Trang có thấy rồi. Nhưng mà Trang muốn ăn kẹo chỉ. Lớn rồi nhưng mà cũng vẫn muốn ăn. Không mua kẹo chỉ ăn đi. Bán cho em kẹo chỉ. Cái món quái khẩu của em mà. Tí xíu nữa tối rồi làm bánh đâu có thời gian đâu ăn. Một cây mấy ngàn anh? Dạ, bây giờ thì mình tranh thủ lúc mà còn ít người á, mình sẽ vô trong kính chùa nha. Cho mời ông bà vô nha. Ở đây mấy anh, mấy cô, mấy bà, mấy ông gì đó đang hồi lúc mà Trang nhờ bột xong về thì mấy anh, mấy chú đang cắm bông. Giờ thì cắm xong rồi, nhìn rất là đẹp ha. Dạ đây là chính điện nè mà cô chú anh chị, rất là đẹp. Ngồi lên trên nha. Đi vào chùa thì mình phải bỏ dép bên ngoài. Không chờ ông. Dạ đây là chùa Phật giáo Hòa Hảo nhưng bà cô chú anh chị. Đây là chân dung của Đức Thầy, người đã khai sáng ra đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhờ có người mà bá tánh nhân dân biết được tu hành, làm lành lánh dữ. Cho nên những cái ngày rằm lớn này ở chùa này sẽ có rất nhiều tín đồ tới để mà làm bỏ công ra để mà làm công đức á. Người thì bỏ tiền, người thì bỏ công, chiêu đãi những cái người mà tham quan. Đây là phía bên đó là có những cái chị với mấy cô đó là đang bắt bàn để phục vụ nước cho tối cho những tín đồ Phật tử tới để người ta dùng. Dự kiến thì sẽ rất là đông bà cô chú. Mỗi năm là nghe bà Chính đó là người dân ở gần đây thì bà nói là khoảng 1.500 người á. Đây là những cái bàn ta đã bày bánh đồ sẵn để đãi cho những cái Phật tử đi tới viếng chùa. Bây giờ Trang đã cúng xong rồi, giờ hai chồng sẽ vô nhờ bột lại để mà mình chuẩn bị mình chiên nè, cũng đãi bà con luôn. Chị lấy cái thau đó lên giùm em cái đi chị, lượm hai cục mày lên giùm em bóc luôn. Dạ về tối vô chút chơi, vô chút chơi tối vô. Xích ra ngoài đi chứ, xích chín luôn luôn, xích ra ngoài đi, đang thấy rồi. Dạ ông bà cô chú anh chị ơi, thì bây giờ bà Trang cùng với bà Chính với mấy cô đang ra bột á, ông bà cô chú dặn mình nhồi cho nó dẻ bột xong mình nhúng mè đó, mình bắt đầu chiên á bà cô chú anh chị. Sáng thì bà Chính chiên 20kg thì cũng có người chiên ra bao nhiêu thì người ta xin bao nhiêu bà cô chú. Nãy giờ nghe bà Chính nói đợi vô là tại vì người ta muốn ăn bánh tiêu á.
có một số người ta lại đợi tặng, có bánh tiêu đem về tặng cho giống như là mẹ đi thì đem về cho con, rồi rồi con đi nhiều khi ăn ngon quá cũng xin về cho mẹ, tại vì đi thì có người này chị người kia. Rồi cái cũng có một số người đợi đang đợi bánh tiêu á, Trang cũng tranh thủ để làm bột, cũng mặc dù chưa tới nhưng mà Trang làm xong cái mình đậy lại gì nè tặng cho kịp chiên để mất công bà con đợi á. Bữa nay cà phê men á thì bỏ máy quay luôn bà cô chú ơi, phải chủ trì cái nồi chiên. Hay nữa anh Lân sẽ gắn một cái máy nằm ở một góc xó nào đó để mà chia sẻ. Cô ơi, bây giờ cô nhúng bột giùm con đi. Cô bỏ vô thao gì ha, bỏ vô thao bột gì ha. Cái cô nhúng. Mấy cô cháu cũng đã làm được một thao rồi đó bà cô chú anh chị. Nóng quá hả? Nóng gắng chịu đi. Thì đợi mấy cô nắng bột nữa rồi lưng mới chiên được nữa nha bà cô chú. Giờ thì cô Ba Lon cũng đã tới làm tiếp rồi. Đi về cô Ba mắc chuẩn bị đồ đó, ngày mai mình cho cơm, cho bún với cho bánh ở nhà nữa. Theo lịch thì nếu mà chiên xong bánh này rồi thì mấy cô cháu sẽ về nhà cô Ba Lon để mà nhồi bột tiếp tục để ngày mai mình cho bánh. Dạ. Giờ thì cũng đã 6 giờ rồi. Dạ vậy đang làm bánh. Lưng mời ông bà cô chú đi ra xem khung cảnh trước chùa nha. Giờ này giờ Lưng thấy người ta lại rất là đông rồi đó. Nhưng mà chắc tối hơn nữa mới đông đông hơn. Có muốn lăn hay không bà cô chú? Cô Ba chống á. Ôi, cô lăn vui quá bà cô chú ơi. Thời tối em bà. Nam mô A Di Đà Phật. Quá chừng ông bà người ta quay phim lại rồi. Đoàn lăng sư người ta múa biểu diễn á. Ở chừng em nhỏ rồi, đông vui rồi. Đây có chị dùng bánh tiêu nè. Chị ơi bánh tiêu ngon chị? Ngon. Ngon. Dạ em cảm ơn. Đó mình làm bánh mình đãi cho những quý Phật tử đi nè ông bà cô chú. Ôi. Vui ơi là vui. Dạ Lân xin nhắc lại đây là chùa Phú Tự ở Cờ Đỏ nghe bà cô chú anh chị. Giờ thì còn chưa đông đâu. Tối chút nữa mới đông hơn nữa. Có một số người người ta cúng kiến ở nhà rồi người ta mới đi với cơm nước rồi đó. Rằm tháng 7 này là rằm Trung Nguyên. Cũng là ngày Du Lan Báo Hiếu. Cho nên rất là đông ông bà cô chú đi về chùa. Bởi vậy cho nên là làm bánh chuyến này thì sẽ tập trung về trò mình làm trước. Để những cái tấm lòng của quý nhà hảo tâm được trải rộng cho quý ông bà, cô bác, bà con nhân dân.
có. Cẩn thận đó anh ơi. Nổ mẹ anh. Quá trời nóng rồi, lửa nhỏ lại đi anh ơi. Chú Hưng với cô Vicky với em Ma Lành mà bà con có những chiếc bánh ngon để mà thưởng thức. Xã hội à, thay mặt bà con xin cảm ơn anh với cô chú rất là nhiều. Quá chừng bà con đứng đợi ông bà cô chú rồi. Đông quá chừng đông. Rồi bây giờ đỡ dầu cái nghe. Mẹ cho em mắc kẹt ở trong chỗ chậu bánh là không đi ra ngoài. Bánh ngon nhưng phải chất lượng. Thank you.
cháo tối không bà cô chú chị, cháo đêm không bà cô chú, cháo đêm ở chùa nè, quá thứ đông luôn rồi. Để coi Trang lại, Trang coi bữa nay chùa đãi món gì nha. Chùa đãi món gì với cô? Cháo. Cháo gì vậy cô? Không biết lẩu, lẩu cháo. Lẩu cháo hả? Cháo rồi, ăn cơm muốn ngon lắm. Cháo ăn cơm muốn ngon lắm hả chú? Vậy con chúc chú ăn ngon miệng nha. Quá chừng đông rồi con. Anh Lương đang đổi dầu rồi, Trang mới đi chia sẻ cô tưởng cho bà con, ông bà cô chú xem được nè. Trang đi đảo một vòng cho ông bà xem nha. Quá khứ đông luôn rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Đúng rồi. Hồi chiều Trang đi vô dắt 5 giờ. Bà gành chưa? Hồi nãy nhỏ bỏ cũ bỏ kia là gành rồi phải không? Cái này ông bà xem nè. Quá chừng. Quá chừng quá đắt luôn rồi ông bà cô chú ơi. Trang đi đảo vòng cho ông bà xem nha. Đảo cao không nhé, nhiệt hơn. Rồi cái này là cúng rồi đó ông bà cô chú ơi. Quá chừng luôn. Trang sẽ vô chỗ chiên bánh lại chiên, tiếp tục chiên đây cho bà con cô bác đi chùa có bánh tiêu để mà ăn tiếp tục nha. Thì con chưa mời chú Hưng với cô Becky với cô em Elang ăn với ông bà cô chú ăn một cái bánh đó nha. Dạ. Đây là bánh đặc thuộc ông bà cô chú anh chị. Hỏi lên Hưng Út nha. Con mời chú Hưng, cô Becky cùng với gia đình của anh Hội ăn bánh tiêu với cả mấy con cháu nha. Thank you.
Dạ, kính chào ông bà, cô chú, anh chị. Thì giờ này 7 giờ rưỡi rồi, mấy cô cháu cũng đã chiên xong 20 kg bột. Thì tổng cộng bữa nay thì đội cô ba với bà Chính, vợ của chú Chính Tùng, cũng đã chiên xong được 40 kg bột để tặng cho bà con đi lễ chùa. Cũng nhờ cô Vicky, chú Hưng và em Alan Võ, con của anh Hội, thì bà con mới được những chiếc bánh ngon như thế này để mà dùng trong cái lần đi chùa gầm tháng 7, cũng là ngày Vu Lan. Thì cả đội làm thì cũng rất là vui, nhưng mà cũng không có đủ bánh, tại vì mình sợ cái lượng bánh nó nhiều quá, cái mình làm không sể á, cho nên là chia ra từng cử như vậy. Rồi ngày mai thì sẽ cho ở nhà cô ba, rồi tiếp theo sau đó là sẽ cho ở Sóc Thành của người Khmer. Thì giờ này Lưng sẽ chia sẻ khung cảnh hiện giờ là gần 8 giờ đó. Ở trong chùa rất là đông bà cô chú anh chị. Đây là cái khu nhà ăn nè. Khu nhà ăn là chùa đãi cháu không bà cô chú. Rất là đông bà con nha. Đi viếng chùa rồi người ta ăn cháo đêm. Cũng có những cái Phật tử mà người ta tình nguyện á, đặng mà người ta đi bưng đãi gì nè. Có người thì tình nguyện ra công người ta làm, như hồi sáng Lưng đã chia sẻ đó. Chùa rất là vui, không có phân biệt. Ai muốn làm thì xuất công vô làm. Còn ai đi lễ chùa thì muốn ăn thì cứ ngồi đó, thì sẽ có người lại tiếp đãi cho mình. Rất là vui. Quá đông luôn. Giờ Lưng sẽ di chuyển ra phía trước chính điện xem như thế nào nha bà cô chú anh chị. Đây, đây một dãy nữa nè ông bà cô chú. Nãy Lưng chiên bánh ở bên cái khu. Giờ đi vòng ra chính điện nè. Đây, ở bên đây cũng không kém gì ở trong nhà ăn nha, có bàn là có người đông hết. Bởi vì người ta đi nhiều lần, người ta ước tính là khoảng 1000+ người đó. Chùa rất là rộng. Chùa Hòa Phú Tự này thì thuộc thị trấn Cờ Đỏ ông bà cô chú, xã Thành Phú, huyện Cờ Đỏ. Ôi chánh điện cũng rất là đông nha bà cô chú anh chị. Cấp này có đoàn lăng khác lại rồi, người ta muốn lăng trình diễn cho bà con xem. Quá vui luôn. Trời ơi bà con đứng rồi nè, hết có biết rồi. Đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin nhắc bà con một niệm. Nó không chía chân à. Múa lăng bà con ơi. Quá xá là vui luôn. Đâu đâu cũng người ta. Thank you.
bé gái rất là xinh. Này là ở ngoài đường. Dạ Lưng xin chia sẻ với ông bà bao nhiêu rồi Lưng cũng xin đi vô dùng miếng cháo rồi sẽ về nhà đặng mà tiếp tục nhào bột làm bánh nha ông bà cô chú anh chị. Không khí có hơi ồn, bà ông chú cũng thông cảm nha. Ăn cháo nè. Dạ sau khi ăn xong thì cũng 8 giờ mấy rồi đó bà cô chú anh chị. Thì lượng khách cũng dần bớt đi rồi. Nhưng mà những cái ông bà cô bác tình nguyện để làm sức công để đãi những bà con đi chùa thì còn rất là đông nha. Tại vì còn phải dọn dẹp rồi nữa. Còn sắc thái rồi còn ngày mai một bữa nữa. Thì rất là không biết nói sao về tấm lòng của ông bà cô bác ở quê mình nữa. Dạ còn đây nữa nè ông bà cô chú anh chị, rất nhiều bà con. Dạ bây giờ thì hai chồng Lên cũng xin phép về để về nhà cô ba đặng mà tiếp tục mình nhồi bột mình làm bánh rồi chuẩn bị đồ đặng ngày mai cho bà con ở quê mình nữa, ở địa phương của mình đó. Dạ thay lời tất cả bà con xin cảm ơn những nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho đội từ thiện có thể làm bánh để mà đãi cho những người đi lễ chùa có những cái chiếc bánh thật là ngon. Và cũng không quên cảm ơn những ông bà cô bác đã bỏ công ra như thế này để cho bà con mình cũng có những cái bữa ăn tối quá ấm lòng. Và xin chúc cho tất cả sẽ được nhiều sức khỏe. Dạ giờ Linh xin hẹn bà cô chú lại video tiếp theo nha. Hãy dẫn lại nha.